cá trứng nha bà con. Bà con ta biết cá trứng hết rồi phải không bà con? Nhưng mà cá trứng nó rất tốt, tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có những người này này ăn vào nó không tốt cho sức khỏe nha bà con, mà làm cho chứng bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người nói ngọng, không được ăn cá trứng, nóng nảy, ngứa miệng, ngứa môi, ngứa lưỡi, say rượu, uống rượu, đau đầu, tức ngực, béo phì và cơm tích của trẻ em là không ăn. Nếu ta ăn cá trứng vào, sức khỏe cho chúng ta càng ngày càng xấu đi nha bà con. Cho nên vui lòng đừng ăn để cho nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người như nói ngọng à, nóng nảy, ngứa miệng, ngứa môi, ngứa lưỡi, say rượu, uống rượu, đau đầu, tức ngực, béo phì, cơm tích của trẻ em. Vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con à. Còn ngoài ra là ăn nó tốt cho sức khỏe, bởi vì nó ổn định cho tình trạng thiếu máu, giảm cân, kích thích tốt hệ não, miễn dịch, tim mạch, bệnh động mạch, huyết áp, xương khớp, răng, tốt cho trẻ em. Người lớn tuổi ta ăn như những loại cá ăn thường ngày, ta ăn nhưng mà phải ăn 6 ngày là nghỉ 2 ngày, chứ không phải là ăn liên tục đâu nha bà con. Nếu ta ăn liên tục 6 ngày ta phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp để cho nó tốt sức khỏe của mình. Xin chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào xin chào.